Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Anh, 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 mình cưới thôi anh, anh, anh.
phong màu còn xanh, quý tử nội ngoại hai bên có đứa mà bồng. Kể sau này nhiều gió và sương, miễn về nhà còn có người thương. Niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ, bây giờ nắm tay nhau ta đi lên phố. Bởi ông bà xưa đã dạy nếu lỡ có cưới là cưới liền tay. Để lâu ngày thằng khác nó hốt, cho mày ngồi ra đó vừa khóc vừa cay. Tại nên là mình cưới thôi em, chẳng chờ gì còn đắng rồi đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau, bây giờ hậu đám cưới hợp lý rồi đó. Chuẩn luôn, khá thế nhở. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Bao mà em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đứa nhóc trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì. Quá nhiều thứ khiến cho mình lo âu, nhưng yên tâm đi vì chẳng có gì lớn hơn tình cảm mình cho nhau. Em ơi đồng ý cho anh được phép khoác lên người em đồ cô dâu, còn anh chú rể vui ngày hạnh phúc 60 năm cuộc đời không bao lâu. Em ơi từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ sánh đôi, chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim giá băn bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này, đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dần nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đôi tay cầm tay trên lối về, tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời, lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời, kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. Con phải dám nói nên anh có tình ngay và luôn, kẻo sau này một mình anh sám hối. Yêu anh đi anh chắc là không sai, chuyện tình mình sẽ có một không hai. Nhưng đừng để trái tim chờ mong mãi, nhưng dù có chờ tình này vẫn không phai. Ngày hôm nay anh đem lời yêu trao đến em, ngại ngùng em không trả lời anh em ngó lơ. Tại vì sao mà em không quan tâm đến anh, đành ôm bao mộng mơ anh tương tư thế thôi. Trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim giá băn bao ngày
chờ ngày em ghé thăm nơi này. Đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dần nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đứt tay cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó, nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió, nay anh khẽ hôn bờ môi mềm. Làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nhìn nhìn mây trời. Lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời. Kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. Thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Chung nhà rồi em ơi, giờ cuộc sống hai ta là một. Mọi buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Kính thưa các cô, các công, các bà, các anh, các chị, các cô, chị, chú, bác. Đúng là cái giờ hạnh phúc nhất của gia đình, của các bạn trẻ hôm nay đã đến. Cái giờ mà tôi với cha mẹ trải bao thắng được năm trở, trăm năm hạnh phúc bây giờ là đây. Cái giờ mà nhà trai, nhà gái, mừng lâm truyền, mừng về thảo, chào bố lắm họ một câu kính mến. Mừng ngày vui đã về dự với gia đình, trẻ xanh có chút đậm đà, đậm tâm tình nghĩa hai nhà vui chung. Mừng hạnh phúc để cùng trò chuyện, vui nước cảm hạnh phúc lấy tình thân. Vui nay kết lấy chiên cảm ơn, bốn tám họ xa gần về đây. Kính thưa hai họ, chính thức hai cháu đã tìm hiểu nhau trên bước đường công tác, lao động, học tập. Được sự nhất trí cao giữa hai gia đình, việc lớp của chính quyền địa phương, tỉnh Hà Nam tên cùng với lại tỉnh Thái Bình. Hôm nay chính thức là ngày lành khá đẹp, ngày phúc của gia đình và của đôi bạn trẻ. Bây giờ này tại phòng dưới họ cái chúng tôi trước hết thay lời cho họ những cái chim chân này cảm ơn và kính chúc sức khỏe. Các quý vị đại biểu, các cô, các ông, các bà trên sẽ nào đến dự lễ để hai họ sẽ làm một số thủ tục để là đúng giờ đẹp nhất họ nhà cha.
dự cái ngày vui hạnh phúc nhất của gia đình của tôi và các hôm nay và ai đều phát biểu tự nhiên xin kính mời các bạn. Sự nhất trí của hai gia đình và hai họ hôm nay chúng tôi gọi nhà trai có lễ trước tiên gia tiên và sau đó trình bày với nhà tiên cụ công các bà văn viên hai họ các gia là tám họ gần như mà chúng ta gọi là hai họ là họ nhà trai họ nhà gái và thân thuộc nhau gần hơn còn thực ra là các cụ chết gọi là tám họ cơ. Thế bây giờ là chúng tôi xin dâng lên cái và hôm nay là họ nhà trai sẽ có một cái lễ đến để xin đón dâu thôi. Vâng, xin mời bà sẽ nên trao lễ và nhận lễ. Xin mời hai gia đình. Xin mời vâng, bắt tay nhau cái nào, bắt tay nhau cái nào. Rồi ạ. Anh cây lâm sinh trinh, hai cây hướng kính tình, quốc hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đông vui nhộn nhịp, trầu trong đàn thắng buồn. Cứ để cái lấy đấy, xin mời ông phát biểu. Kính thưa các bộ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô, thì chú, bác của hai cháu, kính thưa hội lễ. Hôm nay được sự thống nhất của hai họ và hai gia đình, chúng tôi hỏi nhà trai trước đã có lễ đến lễ gia tiên. Sau đó cũng xin báo cáo với lại các cụ các ông các bà về buổi lễ hôm nay. Xin báo cáo này là được sự nhất trí của hai gia đình và hai họ. Thì hôm nay chúng tôi đến trước để lễ gia tiên rồi và sau này chúng tôi xin cháu dâu về dự lễ và mời các cụ các ông các bà về hỏi nhà trai chúng tôi để dự lễ thành hôn cho các cháu. Trong buổi lễ đây thì tôi xin giới thiệu này là về hỏi nhà trai. Đến đây thì có tất cả là đại diện cho các cụ, các ông, các bà, tôi vì chú bác bạn đặc hai cháu và đặc biệt là có bà mẹ của cháu là cô Thúy hôm nay đến đây. Còn tôi thì là ông của cháu, ông ngoại của cháu hôm nay cũng đến đây thì là còn thì tất cả chúng tôi là đầy đủ đại diện thôi vì nó xa nên là các cụ các ông các bà. Cuối cùng xin kính chúc tất cả các đại biểu, các cụ, các bà cùng toàn thể hội hôn niềm vui cũng là sức khỏe, hạnh phúc tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông thay mặt cho họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu ý kiến. Bây giờ để thể hiện những tình cảm cũng rất đặc biệt cho họ nhà gái chúng ta, xin mời ông trưởng đoàn lên có đôi lời phát biểu. Kính thưa các cụ công các bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ xa gần có mặt hôm nay để dự cái buổi chung vui hạnh phúc của hai cháu Hoàng Tùng và Phương Anh. Gia đình chúng tôi hội nhà gái chúng tôi đã chọn ngày này tháng tốt hôm nay là tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Thế từ hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi là một bữa cơm hoan hỷ tổ chức tại Gram. Về chương trình ấy, ta làm thủ tục đây, thủ tục ban đầu trang lễ đón dâu, sau đó là họ nhà gái chúng tôi mời tất cả các ông bà các cụ của các bạn bè nam nữ thanh niên gần xa trở về Gram để chúc cùng nhau mừng cho hai cháu lên trên trồng cờ. Hôm nay là ta vui nhau, ta chúc nhau để mừng cháu lên trên trồng cờ và các cháu cũng là lớp trẻ mới lớn lên là hai cháu đều có học và xuất thân từ hai gia đình rất là giàu. Ông bà cho đến bố mẹ đội ngũ chúng ta lưng cánh các cháu, mong các cháu thành đạt trên đường cũng như vững tâm của mình. Và xin chân thành cảm ơn các cụ công các bác và các bạn bè cả hai họ. Từ giây đầu tiên thấy nhau, em chỉ mong
giây đầu tiên thấy nhau, anh đã mơ mình vai kề vai và khao khát ngày nào cùng với nhau ngọt ngào. Phút giây nơi đây nhịp tim hòa mê say, nhưng như chưa bao giờ được yêu như bây giờ. Mình cũng bước đến bên nhau thật gần, nụ hôn say đắm dù hồn lâm lơ. Mình yêu hơn bây giờ, cầm tay khẽ nói theo anh về nhà, cùng nhau chia sớt từng ngày xa qua. Yêu như chưa từng phôi pha, từ giây đầu tiên thấy anh, trái đất kia dường như đứng lại. Tiên thấy em, anh biết tim mình trao về ai. Từ giây đầu tiên thấy nhau, em chỉ mong đời mãi mãi kéo dài. Từ giây đầu tiên thấy nhau, anh đã mơ mình vai kề vai và khao khát ngày nào cùng với nhau ngọt ngào. Phút giây nơi đây nhịp tim hòa mê say. Oh,
Quý vị thân mến, vào khoảnh khắc này, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng tầm nhìn lên phía sân khấu chính. Trung tâm tiệc cưới, nhà hàng Cờ Rao xin được nồng nhiệt chào đón tới tất cả quý vị đã cùng trở về để cùng chúc niềm vui, cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Phương Anh, Hoàng Tùng. Em xin hoàn toàn vinh dự là người được kết nối tới tất cả quý vị trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và bây giờ đây là khoảnh khắc để quý vị sẽ cùng hướng tầm nhìn, sự chú ý về phía cánh cổng bên đường để chào đón hai nhân vật quan trọng nhất trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc này. Hôm nay xin được trân trọng kính mời chào đón in this house upon the hill, you won't mind it. Some things you can't know till you're still in the silence. Lay your spinning thoughts slow down in the stillness. Things have. Thế bây giờ đây, quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón với đại diện danh dự của cả hai bên gia đình. Bao gồm sự hiện diện từ người cha và người mẹ thân sinh ra tân cô dâu Phương Anh và người mẹ thân sinh ra tân chú rể Hoàng Tùng, xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, khoảnh khắc này là giây phút để tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tạm dừng những việc cá nhân, những câu chuyện riêng tư của tất cả quý vị này. Đang được hiện diện trên sân khấu chính ngay giây phút trọng đại này về phía đại diện của gia đình họ nhà gái, em xin đồng bào xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện từ người cha và người mẹ thân sinh ra tân cô dâu Phương Anh, đó là sự hiện diện của ông Vũ Hồng Thoại và bà Nguyễn Thị Thúy. Xin tiến về phía trước cú chào khán giả. Một chào mừng thật đầu tiên với quý vị để cùng chào đón về phía đại diện gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu tới tất cả quý vị có sự hiện diện danh dự của bà Trần Thanh Thúy, đây là người mẹ thân sinh gia tân chú rể Hoàng Tùng. Một chào mừng thật đầu tiên với quý vị để cùng chào đón. Và hai nhân vật quan trọng, hai nhân vật tuyệt vời nhất trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, xin hiện diện từ tân cô dâu Phương Anh, tân chú rể Hoàng Tùng, sẽ tiến về phía trước ra mắt quý vị. Thưa quý vị thân mến, và bữa tiệc để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ trong chương trình ngày hôm nay, ngay bây giờ đây, xin phép quý vị được bắt đầu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhẹ nhàng quay lại với nhau. Khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ là giây phút để tân cô dâu, tân chú rể cùng thực hiện nghi thức trao hoa cưới. Xin mời. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ tất cả quý vị để cùng chúc mừng. Chú rể có thể ôm cô dâu một cái thật chặt thôi ạ. Xin được chúc mừng hạnh phúc thưa quý vị thân mến. Em bây giờ đây xin được trân trọng kính mời khoảnh khắc tuyệt vời nhất, giây phút mà sau đây chúng ta sẽ cùng mời rượu đại diện hai bên gia đình. Tân chú rể mời rượu cha mẹ vợ. Sau đây trở về vị trí chính giữa sân khấu của mình, tân cô dâu và tân chú rể, chúng ta sẽ cùng nhẹ nhàng quay lại với nhau cùng thực hiện nghi thức rượu sát môi. Thưa quý vị thân mến, vào khoảnh khắc tuyệt vời này, một,
chúng tôi chúc mừng. Thân cô dâu và thân chú rể sẽ mời rượu đại diện hai bên gia đình. Đại gia đình chúng ta sẽ cùng ly. Và 1, 2, 3, giờ xin mời gia đình cùng dùng rượu. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà hàng Cờ Đao đã được trân trọng chào đón với tất cả quý vị khách quý, những người thân thiết với hai bên gia đình, với tân cô dâu và tân chú rể đã cùng có mặt tại đây để cùng chung niềm vui, sẻ chia niềm hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc vì sự hiện diện từ tất cả quý vị. Ngay bây giờ em xin hoàn toàn xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của vị trưởng đoàn vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, sẽ đại diện cho cả hai bên gia đình để có lời phát biểu trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả các cô bác ông bác bà cùng bạn bè thanh niên nam nữ xa gần có mặt hôm nay để vui chúc và hai cháu đang chân trồng vợ hạnh phúc trong năm và vui mừng cho hai bên gia đình chúng tôi. Thay mặt cho họ nhà trai và họ nhà gái, xin kính chúc tất cả các quý vị dân cốc chúc mừng hai cháu nên duyên vợ chồng hạnh phúc trong năm, chung thủy trọn đời. Kính thưa các vị, việc hôn nhân tổ chức của các cháu hôm nay thật là tấp nập, thật là vui vẻ. Sau khi tổ chức lễ xong thì tôi kính mời tất cả các chư vị trở về Bình Lục Hà Nam để dự cái buổi tổ chức cho cháu tại gia đình thờ chồng cháu và tiếp quê hương Hà Nam, quê hương sinh quê hương hữu tình, quê hương rất đẹp, ngang với tiền hải Thái Bình quê ta. Có mái biển trồng châu vui mê mẻ hát đúng rồi. Xin bây giờ xin kính chúc tất cả mọi người chúng ta dâng cốc và chúc tụng nhau một ngày mới tốt lành. Xin kính mời. Và thưa quý vị thân mến, bây giờ đây chúng ta sẽ chính thức đến với những bữa tiệc tuyệt vời để cùng chúc niềm vui, để cùng sẻ chia niềm hạnh phúc với tân cô dâu và tân chú rể. Xin mời dâu rể chúng ta sẽ cùng trở về vị trí của mình. Và đặc biệt, trước khi trở về vị trí để gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị quan khách, hãy cùng chào đón với những món quà tuyệt vời nhất đến từ người cha và người mẹ thân sinh ra tân cô dâu Phương Anh. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, đang được hiện diện trên sân khấu chính, tân cô dâu Phương Anh và chú rể Hoàng Tùng đang đón nhận những món quà, những tình cảm tuyệt vời nhất đến từ người cha và người mẹ thân sinh ra tân cô dâu Phương Anh. Xin mời. Vâng, mời cha mẹ sẽ gửi lại tình cảm tuyệt vời của mình. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với những tình cảm tuyệt vời đến từ người cha và người mẹ của tân cô dâu Phương Anh đã gửi tặng cho hai con của mình. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ quý vị để cùng chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đây xin mời đại gia đình một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành từ quý vị khách quý. Đại gia đình cúi chào khán giả. Cảm ơn rất nhiều và xin mời sơ sẻ cùng với đại diện sẽ cùng di chuyển xuống bàn tiệc. Yours, here right now, the kind of night we dream about. Oh, 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 it's beautiful.
children of our own. We are still kids, but we're
thế nào đây khi mỗi một giây anh nhớ em thế này. Anh yêu hỡi, anh biết không, mỗi ngày em yêu anh hơn trong lòng, ngày thì ngóng đêm lại trông, mỗi phút lìa xa là mỗi phút em đợi mong. Kể từ khi anh làm tim em rung động, rồi bởi từng nhịp suy nghĩ, cứ mỗi khi bước cạnh nhau là khi đó em cũng làm anh thấy hạnh phúc lắm người ơi. Người anh muốn phải giống như em người ơi. Lòng anh ngay giây phút này muốn được nói anh yêu em, tựa như cuốn phim vừa xem. Yêu nhau người ta hay nói xa ra hề. Lòng em ngay giây phút này cũng muốn được nói em yêu anh, cùng nhau ngắm mây trời xanh, sống thật bình yên trong bức tranh cuộc đời. Gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể được nên duyên vợ chồng. Vậy một lần nữa xin được trân trọng và kính mời. Thưa quý vị, những hình ảnh mà thân thể quý vị đã được chứng kiến là một tình yêu đơm hoa kết trái, và ngày hôm nay là tình yêu của đại gia đình, một gia đình nhỏ được bắt đầu từ đây. Và xin mời thân thể quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với ngôn trường. Và
xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ổn định với những chỗ ngồi ngày hôm nay để chúng ta cùng tham dự chương trình trong nhà để làm thủ tục thắp hương gia tiên. Xin được trân trọng và kính mời với sự hướng dẫn của bố mẹ thân yêu của đại gia đình nhà trai ngày hôm nay. Khánh đến chơi nhà rằng mấy khi Khánh đến chơi nhà xót lời hát xuống trên trà mời nhau xót lời hát xuống trên trà mời nhau để anh xơi một tiếng trầu cho rằng vẫn biến qua cầu gió bay ra em đừng hát hay ra em đừng đền đã đừng ngao tứ thân đừng cắt mỏ qua chỉ qua cầu người ơi người à đừng về chốn vương anh mắt cầm lưng để người dương nhớ người dương thế này ra mấy chỗ đừng cay ra trên trà đừng trắng ra để con đừng ngắm thì rồi ơi anh lại vãi lòng để bây giờ ra ngõ ôm bên trong ra ngõ mà chờ khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà tinh tang tang tinh 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 tang tinh đi tang tinh tang tinh tang tang tinh 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 tang tinh đi tang tang tinh 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 một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến và quả thật vậy, mấy khi khách đến chơi nhà, món đố thật của nước và chào mời người xơi. Chân này quý vị người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Và lúc này xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đón nhận là ly trà, là tách nước mà đại gia đình nhà trai chúng tôi muốn gửi gắm là tình cảm, là sự ghi điện của toàn thể quý vị cùng trở về nơi đây để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, một lần đầu tiên cho phép bạn tổ chức chúng tôi xin được đại diện gia đình họ nhà trai xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón tình cảm của toàn thể quý vị cùng trở về với gia đình gia tộc họ nhà trai ngày hôm nay. Lời nói tiên cho phép mình nhà xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa các bạn khán điện, kính thưa quý vị khách quý, và một năm chúng ta bắt đầu từ mùa xuân và cuộc đời của mỗi con người được bắt đầu từ tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc, lứa đôi, thu qua, đông tới, xuân lại về, theo hành trình bất biến của tạo hóa, trai khôn, dựng vợ, gái lớn, cả chồng. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tùng và Phương Anh cũng không nằm ngoài quy luật tốt đẹp đó. Hai bạn của chúng ta đã có một tình bạn đẹp, một tình yêu sâu sáng để rồi thời gian trôi đi họ tìm thấy ở nhau sự tâm đầu ý hợp. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà đại gia đình nhà trai chúng tôi và đặc biệt sự hiện diện của chú rể Hoàng Tùng chính thức trở về với ngôi trường chính của đại gia đình nhà gái để tổ chức lễ vu quy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở về với đại gia đình nhà trai chúng ta để tổ chức lễ thành hôn để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay thì cô dâu Phương Anh của chúng ta được chính thức làm dâu, làm con và là người bạn đời chung thủy cho năm của chú rể Hoàng Tùng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, mà quả thật vậy, em yêu ơi, giờ lành anh đã đến và anh đến đón em đứng nhìn lời ước hẹn cùng thầy ma mang xính lá tường hồng. Và ngày hôm nay đại gia đình nhà trai đã trở về với đại gia đình nhà gái để chính thức đón cô dâu trở về với ngôi trường chính của họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Và như vậy giờ đẹp cũng đã tới, giờ thanh long hoàng đạo cũng đã về, và xin mời Hoàng Tùng và Phương Anh sẽ cùng đứng dậy để cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được tuyên bố buổi đại lễ thành hôn sẽ được bắt đầu. Mọi người chú ý lắng nghe đồng hồ điểm báo giờ sẽ như đồng. Ban tổ chức tôi xin phép long trọng mà được trịnh trọng tuyên bố rằng buổi đại lễ thành hôn cho năm hạnh phúc của Hoàng Tùng và Phương Anh chính thức được bắt đầu.
Vâng, và xin toàn thể huấn trường có dành cho em một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Vâng, xin mời em tiếp tục ngồi xuống để cùng tiến hành những nghi thức trọng đại trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, mà trải qua một chặng đường dài thì đại gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cũng cùng trở về với hôn trường chính của đại gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay, với những nghi thức chính của cô dâu và chú rể được đón nhận là tình cảm, là tâm tư, là những lời chúc tuyệt vời mà toàn thể quý vị cùng dành tới cho Hoàng Tùng và Phương Anh ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, mà để mở đầu cho chương trình đại lễ thành hôn, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về với sân khấu là sự hiện diện của vị đại diện gia đình nhà gái sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để có đôi lời phát biểu. Trước tiên là giới thiệu thành phần đoàn đại biểu về tham dự chương trình và sau đó có đôi lời phát biểu chào dâu tới cho đại gia đình nhà trai chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đang hiện diện tại hôn trường chính của đại gia đình nhà trai chúng tôi là sự hiện diện của vị đại diện gia đình nhà gái với tâm tư, với lời phát biểu tuyệt vời nhất của vị đại diện gia đình nhà gái ngày hôm nay. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Alo. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà cùng bạn bè thanh niên nam nữ của ai họ người ta. Thế thì kể từ giờ phút này ấy, là chính thức hai cháu Hoàng Tùng và Phương Anh sẽ trở thành đôi vợ chồng. Và từ đó cháu Tùng mãi mãi là con rể của cháu Thoại Thúy, và cháu Phương Anh mãi mãi là con dâu của hai ông bà Hải Thúy. Bởi thế chúng ta cùng chung con, sau này cùng chung cháu, và mãi mãi hai bên gia đình tay nắm chặt tay, gần gũi hơn bao giờ hết, vun đắp cho các cháu trưởng thành, ngày một trưởng thành. Ngày hôm nay là ngày họ nhà trai tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Kính mời các cụ, các ông, các bà đến đây góp vui và mừng cho hai cháu liên chuyên trồng vợ, trăm năm hạnh phúc và chung thủy trọn đời. Hòa chung niềm vui này, tôi không biết nói gì. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến rồi, thì thay mặt cho họ nhà gái kính chúc họ nhà trai nhà ta sang năm mới mạnh khỏe, nhiều may mắn và gia đình ngày càng hưng thịnh, các cháu tươi vui. Cuối cùng không cũng là gửi tới tất cả mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất. Cô dì chú bác, bạn bè hôm nay đủ tám bốn họ hai bên đã đủ đầy với tấm lòng đường đi vì nghĩa và bước đi vì tình. Ân tình của hai cháu trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau, được sự thêu dệt của đôi bên gia đình, hai gia đình của các cháu. Hôm nay tôi là chú Phi cũng rất mừng và cũng rất hân hoan được chào đón những sự lồng nhiệt trăm năm trọn đời, và cũng chúc phúc các cụ chuẩn bị đầu xuân năm mới. Xin chào các cụ, công các bà, cô dì, chú bác. Bất chút thời gian và ngọc đã đến gia đình hôm nay, tôi xin kính chúc và xin cảm ơn. Sau đây chú cũng gửi cho hai cháu một bài hát Trở Lại Huế. Mm-hmm.
cho. Tôi nhớ khúc ca bụi lần đến Huế làm mãi làm bằng mà sao thương thế lặng trong vui buồn mộng mơ em mà nghe thương thương Huế. Đúng là tìm người con gái áo xin mộng Huế đứng đây bây giờ không phải là người con gái quê hương Thái Bình rất ân tình với trai gái của Hà Lam quê ta thân yêu. Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc lon em cầm trên tay xa đứng bờ xa chạy thuyền trôi lình lờ em trao lọt đời và anh hẹn tôi nhớ khúc ca tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế làm mãi làm bằng mà sao thương thế trong vui buồn mộng mơ em hà nghe thương thương Huế. Đúng là ngày vui chú Xuân Phi cũng rất là mừng và cũng không ngừng được những lời ca tiếng hát của Xuân Phi đại diện cho nhà gái có những lời ca tiếng hát. Trước hết là cảm ơn, xin trân trọng kính mời và cảm ơn. Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác và bạn bè của hai cháu, hôm nay được sự thống nhất của hai gia đình và hai họ đã tổ chức thành hôn cho Tùng và anh. Trong cái buổi thành hôn hạnh phúc này, được tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con cô bác về dự và mừng chúc cho các cháu và cho gia đình. Đại diện cho gia đình, tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đôi lời phát biểu tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của vị đại diện gia đình nhà trai rất nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay, ông muốn gửi gắm lời cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà, các cô, các chú, quý vị khách quý đã cùng có mặt đông đủ tại gia đình nhà trai để tham dự và chúc phúc cho hai em được nên duyên vợ chồng. Và chúng ta có dành một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, kính thưa các bạn khán đài, kính thưa quý vị khách quý, và tại hôn trường chính của gia đình nhà trai, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô dâu và chú rể với một bên thắp bánh và một bên thắp rượu để thể hiện cho sự no đủ tình yêu thủy chung sâu sắc mà cô dâu và chú rể họ dành cho nhau bây giờ và mãi mãi sẽ luôn nồng nàn đậm thắm như tình cảm chân thành như ngày hôm nay. Và để nghi thức đầu tiên, xin được trân trọng và kính mời Hoàng Tùng và Phương Anh sẽ cùng đứng dậy và cùng nắm tay nhau trở về phía thắp bánh tình yêu ngày hôm nay để cùng chung tay nhau lắp những tình bánh hạnh phúc để cùng chia ngọt sẻ bùi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng và kính mời lắp những tầng bánh đầu tiên của hai em để cùng chúc mừng tới hạnh phúc trăm năm của Hoàng Tùng và Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chiếc bánh cưới tự như lời hẹn nước ngọt ngào của đôi tình nhân họ dành cho nhau. Cũng như tình cảm của Hoàng Tùng dành cho Phương Anh vậy, tình cảm đó sẽ luôn nồng nàn, đậm thắm tình cảm chân thành như ngày hôm nay. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho sự thắm mắc kề trăm năm đôi bạn trọn đời bên nhau. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Và để tiếp tục khơi nguồn yêu thương, khơi nguồn hạnh phúc thì xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng trở về với dàn thắp ly ngày hôm nay để cùng tiếp tục khơi nguồn yêu thương, khơi nguồn hạnh phúc để chúng ta được đong đầy với những ly rượu tình yêu, ly rượu chúc mừng tới cho Hoàng Tùng và Phương Anh. Chúng ta bóc ra chai rượu đầu tiên chưa đi ạ?
dễ lắm đi ạ. Nào, một trong các tay thần lớn để cổ vũ cho chú rể. Vâng ạ, rất là vâng nữa. Nào cô dâu động viên chú rể một tí được không ạ? À? Chú rể của chúng ta này rất là xúc động với cảm xúc lần được đâm đầy với cô dâu của chú rể. Vâng, chú rể xoáy nút ra một tí xong là lấy tay bật. Vâng, những giây phút thật sự rất là xúc động, rất là hài hước các phải không ạ? À? Hoàng Tùng ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Rượu là biểu tượng của tình yêu nồng cháy, và ngày hôm nay những ly rượu đang được đong đầy những cảm xúc yêu thương, cảm xúc dâng tràn với cô dâu và chú rể, và một gia đình nhỏ được bắt đầu từ đây mà trong tay đó có sự hiện diện của họ. Và chúng ta cùng ghi lại khoảnh khắc thật tuyệt vời này. Những chai rượu đầu tiên thể hiện tình cảm mà hai em dành cho nhau. Chai rượu thứ hai thể hiện lòng thành kính, lòng báo hiếu tới bố mẹ hai bên gia đình. Và xin mời Hoàng Tùng sẽ cùng tiếp tục. Kính thưa quý vị, gia đình là chúng ta được trở về sum vầy, trở về với sự yêu thương, sự đùm bọc của cha mẹ. Với tình cảm đó thì cô dâu và chú rể sẽ có một cuộc sống biểu tượng cho một ngôi nhà hạnh phúc. Pha lê là biểu tượng của một tình yêu trong sáng và đời đời bất diệt, thành một thể thống nhất, bất khả chia ly, bất khả chia rời. Và từ đây, từ ngày hôm nay, từ giây phút này, họ đã là của nhau. Họ... những giai điệu ngọt ngào của âm nhạc cũng đã nâng bước tình yêu của cô dâu và chú rể, và mong rằng đời đời cô dâu và chú rể sẽ cùng gắn bó và thân thiết, tình cảm ngọt ngào sẽ dành cho nhau. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương, những cảm xúc đang được đông đầy, mà trong đó có đôi tay của cô dâu và chú rể, họ luôn dành cho nhau những tình cảm nồng thắm. Với những tình cảm đó, chúng ta có thể thấy được những nụ cười đang nở trên môi của Hoàng Tùng và Phương Anh, có phải không ạ? Ngày hôm nay họ vô cùng đẹp đôi, vô cùng một trai tài gái sắc đang được chứng kiến, và toàn thể quý vị đang được chứng kiến với những khoảnh khắc đang được đong đầy với một hạnh phúc, một tình yêu viên mãn như ngày hôm nay. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng ngay giờ phút này đây thì trong lúc này đây, ngay lúc này đây thì cô dâu có một bức thông điệp muốn gửi tới người chồng thân yêu của mình rằng: mẹ đâu, mẹ của riêng anh, mẹ là của chúng mình đấy thôi, tin mẹ không dưỡng không nuôi, nhưng em nên ơn mẹ suốt đời chưa xong. Và để cảm ơn tới đấng sinh thành đã cho cô dâu và chú rể có được ngày vui hạnh phúc cho làm như ngày hôm nay, về phía gia đình nhà trai xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ cùng hiện diện tại sân khấu, là vị trí đại diện gia đình họ nhà trai sẽ cùng trở về phía sân khấu ngày hôm nay ạ. Về phía nhà gái xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là sự hiện diện của tuyệt vời nhất, là sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của cô dâu và vị đại diện gia đình nhà gái cũng tiếp tục trở về phía sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Để chúng ta sẽ cùng đón nhận ly rượu báo hiếu, ly rượu cảm ơn mà hai con sẽ cùng dâng tặng. Xin được trân trọng và kính mời ly rượu tới cho cô dâu và chú rể để cùng dâng tặng tới cho bố mẹ hai bên gia đình, tới hai vị trưởng đoàn ạ. Và cô dâu sẽ cùng dâng tặng ly rượu tới cho bố mẹ và chú rể cũng như vị đại diện gia đình nhà trai. Và chú rể sẽ cùng cầm ly rượu để dâng tặng ly rượu tới cho bố mẹ của cô dâu cũng như vị đại diện gia đình nhà gái. Và xin mời ông bà sẽ cùng đón nhận ạ. Vâng, và sau đó cô dâu chú rể sẽ cùng cầm hai ly rượu giao môi. Vâng, thưa quý vị, ly rượu giao môi có nghĩa rằng là ly rượu hòa hợp trong tình yêu. Kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, hai em sẽ cùng uống cả ly rượu này thì tình yêu của họ sẽ được đơm hoa kết trái, tình yêu nảy nở trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị.
Và thưa quý vị thân mến, và cũng đang hiện diện tại sân khấu của trường Nhà Đình Nhà Trai chúng tôi là sự thể hiện của những người có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Hoàng Tùng và Phương Anh. Về phía bên tay phải là sự hiện diện của vị bố mẹ thân yêu của chú rể và vị đại diện Gia Đình Nhà Trai. Về phía bên tay trái của ban tổ chức là sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của cô dâu và vị đại diện Gia Đình Nhà Gái. Và đang đứng chính giữa của sân khấu ngày hôm nay là sự hiện diện của hai gương mặt đẹp nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay, là sự hiện diện của Hoàng Tùng và Phương Anh. Đại Gia Đình Nhà Trai Nhà Gái chúng tôi xin được quý chào ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, và xin được trân trọng và kính mời Hoàng Tùng và Phương Anh sẽ cùng đan tay nhau để uống cả ly rượu rau bơi. Và xin mời bố mẹ hai bên gia đình, xin mời hai vị đại diện hai bên gia đình sẽ cùng uống cả ly rượu để chúc phúc cho cô dâu của chú rể. Vâng ạ, xin mời đại gia đình ạ, một trong các tay thật lớn đi ạ. Rất tuyệt vời. Một trong các tay thật lớn để chúc phúc tới cho hai bên gia đình, chúc phúc tới cho cô dâu và chú rể đi ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bố mẹ rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị đại diện hai bên gia đình rất nhiều. Và xin mời bố mẹ, xin mời hai vị đại diện hai bên gia đình sẽ cùng trở lại bàn, mời chầu, mời nước để cùng chúc phúc tới cho hai con trẻ. Xin được trân trọng và kính mời. Thân mến, mà ngày hôm nay được đón nhận thay lời cảm ơn tới sự hiện diện của bố mẹ thân yêu, tới hai vị đại diện hai bên gia đình. Và ngày hôm nay có lẽ rằng những người hạnh phúc nhất đó chính là những bậc làm cha làm mẹ, khi được chứng kiến những ngày khôn lớn trưởng thành cho đến ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể họ đã chính thức là vợ là chồng của nhau. Và để chứng tình cho tình cảm đó thì cô dâu và chú rể ngày hôm nay sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng quan trọng nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và xin mời Hoàng Tùng và sẽ dành tình cảm với những lời tuyệt vời nhất tới cho Phương Anh bằng chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn là vòng vòng tròn nhỏ bé, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, cũng như minh chứng cho tình cảm của hai em. Cũng như vậy, một lần nữa xin được trân trọng và kính mời. Vâng, và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngưỡng tầm nhìn của quý vị về phía sân khấu lô đài phước của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, để chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc đang được đong đầy đến với cô dâu và chú rể. Một trong các tay thật lớn đi ạ. Vâng, những nụ cười đang được ở trên môi của Hoàng Tùng và Phương Anh, chúng ta có thể thấy được họ thật sự hạnh phúc, thật sự hạnh phúc khi được trở về với ngôi trường ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, chưa ạ. Có lẽ rằng những người nào chương trình chúng tôi cũng xin phép được lại gần với cô dâu và chú rể một lát được không ạ? Vâng ạ, quả thật vậy. Ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi và đặc biệt MC Minh Nhà ngày hôm nay đứng cạnh chú rể thì rất là nhỏ bé thôi ạ. Chú rể của chúng ta ngày hôm nay rất là cao to đẹp trai. Vâng, ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ạ, chúng ta có thấy cô dâu và chú rể họ có đẹp đôi không ạ? Đẹp đôi không quý vị? Nếu đúng thì một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì tại sân khấu Gia Đình Họ Nhà Trai thì xin được lại gần hơn với cô dâu và chú rể để chia sẻ cảm xúc của cô dâu và chú rể. Bây giờ thì chú rể cảm thấy cái cung bậc cảm xúc đang như thế nào? Có thấy vui, có thấy xúc động không ạ? Rất vui và rất xúc động anh ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, một khoảnh khắc yêu thương, một khoảnh khắc được đong đầy đến với hai em chính là tình cảm gia đình, tình cảm hạnh phúc mà hai em dành cho nhau. Và ngày vui hạnh phúc này thì cũng xin được hỏi cô dâu, từ khi quen biết chú rể cho đến ngày hôm nay thì cô dâu thích cái điểm gì nhất của chú rể? Chồng em rất là hiền. Một tràng vỗ tay thật lớn cho câu trả lời vừa rồi ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và cô dâu Phương Anh cũng thú thật với đại gia đình, thú thật với chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Chú rể Hoàng Tùng rất là hiền ạ. Không chỉ hiền mà chú rể của chúng ta rất là đẹp trai, rất là chịu khó, có phải không ạ? Ngoan ngoãn, hiền lành. Và chú rể của chúng ta tại thôn nhà mình cũng là một cây bóng chuyền
nổi tiếng ở xa đấy ạ. Vâng, rất tuyệt vời một hình ảnh, một cầu thủ bóng chuyền ngày hôm nay cũng đã chính thức đón được người vợ thân yêu của mình trở về với ngôi trường chính để làm người vợ tuyệt vời nhất của mình rồi. Thì ngày hôm nay mong muốn chú rể của chúng ta sẽ dành tặng cho cô dâu một nụ hôn bỏng cháy được không ạ? Có được không quý vị? Chú rể có được không ạ? Nếu chú rể nói không được tôi nhờ mấy anh chụp ảnh rất đẹp trai làm hộ đấy ạ. Chú rể có làm được không nào? Được ạ. Đấy, đàn ông nó cứ bị mạnh mẽ như thế chứ ạ, có phải không ạ? Và ngày hôm nay với tình cảm và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đang được chứng kiến những đong đầy những cảm xúc của hai em, thì xin được trân trọng kính mời Hoàng Tùng và Vương Anh, hai em sẽ cùng quay mặt vào nhau, cùng hướng mắt vào nhau đi ạ. Và đặc biệt chờ hiệu lệnh của chúng tôi ạ. Vâng ạ, Hoàng Tùng và Vương Anh đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3, hôn nào. Tuyệt vời. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay với tình cảm đó, với những khoảnh khắc đó, thì chú rể của chúng ta đã dành tặng cho người vợ của mình, người bạn đời chung thủy trăm năm, một nụ hôn bỏng cháy. Và trước sự chứng kiến của thật để quý vị thì không có lẽ nào mà cô dâu ạ, cô dâu không dành tặng cho chú rể một nụ hôn bỏng cháy ạ. Có được không cô dâu ạ? Vâng, cười ạ, cười là đồng ý có phải không ạ? Vâng ạ, ngày hôm nay chúng ta cùng ghi lại một mốc son lịch sử này đến với cô dâu và chú rể, một hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay ạ. Nụ hôn thứ hai này chú rể chỉ việc đứng im thôi nhá. Em nhớ chưa? Hoàng Tùng nhớ chưa? Nụ hôn này thì đích thân người vợ bạn đời chung thủy trong năm của em sẽ dành tặng cho em một nụ hôn bỏng cháy nhất. Với những khoảnh khắc, với những ống kính này, với những sự chứng kiến của tất cả quý vị hai bên gia đình đang được chứng kiến là tình cảm mà cô dâu và chú rể họ sẽ dành cho nhau. Và xin mời hai em sẽ cùng quay lại trạng thái ban đầu và đặc biệt chờ ngỏ lời của chúng tôi ạ. Hoàng Tùng nhớ chưa? Hoàng Tùng nhớ chưa? Nụ hôn này nhá. Nụ hôn này Phương Anh sẽ chủ động hôn Hoàng Tùng đây ạ. Hôn nào. Vâng ạ, có còn gì đẹp hơn thế ạ? Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, một cảnh khắc tuyệt vời, một giây phút thật sự hạnh phúc đến với cô dâu và chú rể. Và sau nụ hôn vừa rồi thì chú rể có thấy thích không ạ? Quá thích anh ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến ạ, chú rể của chúng ta quá thích ạ. Rất tuyệt vời có phải không ạ? Một nụ hôn tuyệt vời mà người vợ của mình dành cho chú rể, không có gì tuyệt vời hơn ạ. Một tràng pháo tay lớn cho nụ hôn vừa rồi ạ. Vâng, kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này thì những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, chúc cho duyên thắm mã kề, trăm năm đôi bạn trọn đời bên nhau, để được yêu thương, để được quan tâm. Và ngày hôm nay những người hạnh phúc nhất đó là những người bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành đã nuôi dưỡng cô dâu và chú rể có được ngày vui hạnh phúc cho năm như ngày hôm nay. Và đặc biệt trở về với những món quà yêu thương từ những người thân yêu của gia đình, sướng nhất khi được chứng kiến hai con của mình hạnh phúc trưởng thành như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian thì đâu ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông con non đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Và ngày hôm nay dành những tâm tư, những tình cảm và những món quà để chúc phúc tới cho hai con. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng con dâu và chú rể có một cuộc sống khởi đầu thật hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và món quà tiếp theo cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về với sân khấu là sự hiện diện của anh trai và chị dâu của chú rể, sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để dành gửi tặng tới cho em những tình cảm tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng và kính mời. Để làm kỷ niệm. Kính thưa quý vị, một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc mà trong tay đó có tình cảm của Hoàng Tùng dành cho Phương Anh. Và ngày hôm nay được đón nhận, được đong đầy những cảm xúc
những cung bậc cảm xúc đã khác nhau đang được dâng tràn trên môi của cô dâu và chú rể. Họ cùng ở nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc của chú rể cùng hiện diện tại sân khấu để dành gửi tặng tới cho em những điều tuyệt vời nhất, những điều không thể nói nên lời được. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, xin mời vị đại diện gia đình nhà gái sẽ cùng nán lại để cùng tiếp tục mời chầu mời nước với một yêu cầu của chú rể ngày hôm nay và một ca khúc đến từ người vợ thân yêu của mình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời chầu mời nước và cùng đến với giọng hát của Phương Anh cô dâu ngày hôm nay đã dành gửi tặng tới cho chú rể người chồng thân yêu của mình rằng một bản tình ca rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc đến với cô dâu của chú rể trong ngày vui đại hỷ hạnh phúc trong lòng của em. Và chúng ta cùng dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Trước tiên thì con xin gửi lời cảm ơn hai bên bố mẹ đã nuôi dưỡng, Hinh Thành nuôi dưỡng chúng con. Và ngày hôm nay thì tay lời cảm ơn con xin gửi tới bố mẹ cũng như là hồi hôn bé hát. Ba con mời chào ạ. Rồi, cứ bài giảng đây. Anh
Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị thân mến, anh còn son, em cũng còn son, ước gì thân được làm có một nhà. Vâng, thưa quý vị, đó là thông điệp mà cô dâu và chú rể muốn gửi gắm tới cho nhau, là tình cảm, là tình cảm hai em sẽ dành cho nhau bây giờ và mãi mãi sẽ luôn nồng nàn đầm thắm như tình cảm chân thành như ngày hôm nay. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ca khúc vừa rồi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, mà vừa rồi cô dâu của chúng ta đã hát xong rồi, và ngay giờ phút này đây chúng ta cùng chào đón một giọng ca nữa đến từ gia đình nhà gái, và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của em gái của cô dâu ạ. Vâng ạ. Thu Hiền rất vinh dự khi có mặt tại buổi hôn lễ ngày hôm nay, và sau đây Thu Hiền xin gửi tới lời yêu hôn ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Tình yêu có từ nơi đâu, đêm em một khúc sông cừu, sao trời lòng qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Vâng, còn gì tuyệt vời hơn thế ạ? Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ?
Vâng, thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay thì Thái Bình, Hà Nam về chung một nhà là những điều tuyệt vời nhất cho ngày đại hỷ hạnh phúc cho năm của Hoàng Tùng và Vương Anh ạ. Và ngày hôm nay với một ca khúc tuyệt vời nữa đến từ đại gia đình nhà gái ạ. Là sự nghiệp tiền của bố cô dô chứ còn nghiệp tiền tại sân khấu ạ. Vâng, ngày hôm nay ạ, cả gia đình nhà mình ạ sẽ thành người tặng tới hội trường với những bản tình ca rất tuyệt vời. Và chúng ta cùng dành cho sự nghiệp tiền của bố cô dô một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Hôm nay là ngày vui của hai con. Chúng con thì xin cảm ơn các ông, các bà, nội ngoại cùng các anh chị, bạn bè đã đến chung vui với gia đình và mừng hạnh phúc cho hai con. Thì bố là bố vợ của Hoàng Tùng thì cũng xin chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Chúc mọi người sức khỏe và đón năm mới, một năm mới thật tuyệt vời. Và xin gửi hội cưới bài hát Nắng Ấm Quê Hương. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn nên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, đồng khói
ngày vui của các con thì không biết gì hết, chúc các con trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Có phải không quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay được đón nhận tình cảm của đại gia đình nhà gái là bố, là em, là những điều tuyệt vời nhất dành gửi tặng tới cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã thấy cái đám cưới nào như thế này chưa? Vâng, hôm nay có lẽ rằng người sung sướng nhất, là hạnh phúc nhất đó là chú rể hoàng tường của chúng ta. Niềm vui nhân đôi, có phải không ạ? Một thiên thần bé nhỏ cũng đã đến với cô dâu và chú rể như ngày hôm nay, chứng kiến tình cảm của bố mẹ đang được đong đầy những cảm xúc, có phải không ạ? Và ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi cũng muốn tổ chức cho cô dâu và chú rể dài hơn nữa, nhưng thời gian có hạn thì xin được trân trọng và kính mời vị đại diện gia đình nhà gái sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay ạ. Có đôi lời cảm ơn và đôi lời xin phép được cáo từ ạ. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở ra phía cổng hoa hôn trường chính ngày hôm nay để chúng ta sẽ đưa chậu đón ngõ với tất cả quý vị khách quý. Alo, gia đình họ nhà gái chúng tôi còn rất nhiều chương trình muốn gửi cho hội hôn, thế nhưng mà công việc ở nhà còn rất nhiều, rất bề bộn, thế cho nên là người ta nói là cuộc vui đến mấy cũng có hồi kết. Bây giờ thời gian không cho phép, họ nhà cha chúng tôi một lần nữa xin họ nhà gái chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn họ sự đón tiếp của họ nhà trai nhiệt tình vui vẻ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay là thuận cả mọi cái, rất đông vui, rất là nhộn nhịp. Cuối cùng là không biết nói gì nữa, xin gửi lời cảm ơn tất cả các cụ ông cụ bà, bạn bè nam nữ thanh niên gần xa đã có mặt bớt chút thời gian có mặt về dự ngày vui nhất của hai bên gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và lẽ có lẽ rằng những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn cho năm hạnh phúc của Hoàng Tùng và Phương Anh cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Rồi cho anh chờ, anh đợi đường không đậm sâu mà rồi nên bây giờ ngược gió ngược sóng vì em, mây đèo cũng treo chỉ mong không bị che nghèo, tuy trong anh thì hơi bèo nhưng ở phía sau biết bao nàng theo. Chào em anh đứng từ chiều, nàng lòng mang những tâm tư nhiều, nàng xinh tươi như thủy kiều cho trái tim anh quyết tâm chiều nay, vì đêm nối tiếp đêm dài nằm tương tư đi nhớ em hoài, lặn lội trong những giấc mơ dài chỉ để nắm tay em có một vạn điều hay. Chẳng thấy nên chẳng lấy được lái à diêu bông, chỉ còn tim chân thành thôi, người ơi em có yêu không? Chẳng soi những lời nói mật ngọt khiến cho người xú lòng, chỉ cần em hiểu lòng tôi, đừng để nơi tim tôi hoài mong. Người ơi có muốn tới ở chốn đi à phiêu bông, đợi khi hai ta thành đôi rồi mọi thứ cũng sẽ thành công. Ngày mai ta sẽ hai quả ngọt chính tay ta vuốt trông, ngọt tựa như đôi vành môi trao nhau sưởi ấm mùa đông. Hey, phải mong em nói em thích chàng trai giọng toán. Thì có hơi căng thật nhưng anh sẽ hiểu và biết tính em. Dù tính em khó hơn tính cần bật, chẳng cần thân thiện hay thân thiết. Ở em anh chỉ cần thân mật, dẫu chưa cái ôm hay nụ hôn xa xích, nhưng anh đã mơ về một tình trăng mật mà. Anh thích đeo vớ thích mang giày, nhưng khi gặp em thì chỉ đi chân đất, vì nó đưa vào tim em ngăn nắp và trang bày, nên cho anh xin được chân thật chân chất. Khó khăn không khi anh sẽ nắm tay, con xe cà tài nhưng sẽ đưa nàng đi xa, mình cùng dạo phố nhìn chơi và ngắm mây, hay nhóm đưa đỏ cùng cây đàn guitar. Chào em anh đứng từ chiều, chiều nghiêng nghiêng sang ai yêu kiều, chờ em để nói đôi điều, mong sao cho kết duyên chúng ta thành đôi, vì say ánh mắt em rồi đành thao thức bởi những bồi hồi, dù sâu sâu đến mấy cung lối chỉ để giữ tay em mãi ở bên cạnh tôi. Chẳng thấy nên chẳng lấy diêu bông, chỉ còn tim chân thành thôi, người ơi em có yêu không? Chẳng soi những lời nói mật ngọt khiến cho người xú lòng, chỉ cần em hiểu lòng tôi, đừng để nơi tim tôi hoài mong.
ta vun trồng, ngọt tựa như đôi vành môi trao nhau sưởi ấm mùa đông. Mây sâu sâu bạc mai đầu tình ta vẫn mặn mà lung, ta xa nhau là khi tuyết rơi giữa nắng.